Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 12 giờ trưa của ngày 13 tháng 7 năm 2022. Vụ buôn lậu xăng dầu giả đang tiếp tục diễn ra rất là nóng. Hôm nay thì tôi rất vinh dự gặp lại một người mà khi tôi nhắc tên ở trên kênh Trang Trang TV thì lúc đó cuộc đời của anh gần như là sụp đổ. Nếu các bạn nào nhớ thì lúc đó kênh Trang Trang TV bị đóng sập, gọi là bị đánh sập, thì tôi phải chuyển sang cái kênh Hoàng Dôn. Và tại cái kênh Hoàng Dôn này vào thời điểm hơn một năm trước thì tôi đã để ảnh cho anh Thế Anh ngay trước cái danh sách quốc hội, chúng ta gọi rằng là danh sách ứng cử viên quốc hội, thì tin buồn đã đến chỉ trước có vài ngày, 2 hay 3 ngày. Và tôi đã để một cái này: chia buồn với đại tá Thế Anh, sau vợ bé em rể giờ là tới lượt anh, và hoan hô đại tá Vũ Hồng Văn. Anh Vũ Hồng Văn thì bây giờ là thiếu tướng rồi và chuyển sang làm cục trưởng cục A03 rồi, một con người có thể nói rằng là cái tài phán và vô cùng, tôi gọi rằng là có gọi là vô tiền khoáng hậu, xin thưa các bác là thế. Và cái trận đánh này để mà bắt giữ được nhân vật này, tôi nghĩ rằng sau này cơ quan điều tra là nên hợp tác để mà chuyển thể thành một bộ phim thì rất là tuyệt vời. Bởi vì trong đó nó có đầy đủ những cái cung bậc của cảm xúc, từ tình tiền vợ bé, hối lộ vợ con các kiểu đều có ở trong này. Rồi các trận đánh được phối hợp hiệp đồng một cách nhịp nhàng của bao nhiêu mũi tiến công để mà bắt được một cái trận có thể nói rằng là ra đi rất nhiều những cái nhân vật. Thì mới đây thôi, thì xin thưa các bác, đấy là anh Thế Anh. Thế thì câu chuyện của anh Thế Anh hôm nay là gì? Thì báo cáo với các bác rằng là anh có một cái màn đối chất cũng rất là thú vị. Tôi xin chia sẻ với các bác rằng là thông tin của phiên tòa thì là như thế này. Đó chính là cái màn đối chất của cựu chỉ huy trưởng biên phòng Kiên Giang và trùm buôn lậu xăng dầu. Qua đó để chúng ta thấy được một cái sự việc là những vị đại tá này bình thường thì hoành tráng, nhưng mà khi mà báo cáo với các bác, khi mà ra trước vành móng ngựa, tập làm quen với câu nói kính thưa quý tòa, thì họ thể hiện một cái nhân phẩm, một cái phẩm chất như thế nào. Tại tòa thì bị cáo Nguyễn Thế Anh, tức là cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng biên phòng của Kiên Giang thì phủ nhận cáo buộc và nói là không quen biết cũng như là chưa bao giờ nhận tiền từ ông trùm Phan Thanh Hữu. Nhưng ông Hữu lại khẳng định từng 2 lần gặp mặt và đưa hối lộ cho vị cựu đại tá này. Vào cuối chiều 12 tháng 7 thì Trung ương, nghĩa là Tòa án Quân sự Trung ương thì đã xét hỏi bị cáo Nguyễn Thế Anh vì về cái tội là trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ rồi tổ chức đi nước ngoài trái phép và không tố giác tội phạm. Tại tòa thì ông Thế Anh này là phủ nhận không quen biết tay Thanh Hữu, và bị cáo khai rằng là việc trước đây viết tâm thư nha các bác. Đã. Bị cáo khai rằng việc trước đây viết tâm thư thừa nhận tội thì đều là do cơ quan điều tra bắt làm. Họ buộc tôi phải nhận những gì tôi không làm. Bị cáo Nguyễn Thế Anh phản cung như vậy. Và sau lời khai của bị cáo Thế Anh thì hội đồng xét xử liền hỏi nhân chứng là ông trùm Phan Thanh Hữu. Được đối chất tại tòa thì ông Phan Thanh Hữu khẳng định từng đưa tiền cho ông Nguyễn Thế Anh thông qua bị cáo là Nguyễn Văn An, em họ của ông Thế Anh. Đồng thời ông Hữu cũng khai là có 2 lần gặp mặt ông Thế Anh ở khách sạn Rex tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Theo cáo trạng thì Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương thì bị cáo Nguyễn Thế Anh bị truy tố về hành vi nhận hối lộ, tổ chức cho người khác đi trốn nước ngoài trái phép, quy định tại Điều 349 và 354 của Luật Hình sự. Và cáo trạng cho rằng từ năm 2019 thì Phan Thanh Hữu đã cấu kết. Và theo thỏa thuận thì mỗi tháng ông Hữu sẽ chi cho ông Thế Anh số tiền là 30.000 đô la Mỹ và 100 triệu đồng. Tổng số tiền từ tháng 10 năm 2019 tới tháng 2 năm 2020, tức là chỉ trong vòng có 4 tháng thôi, thì Hữu đã chi cho Thế Anh tổng cộng là 150.000 đô la và 500 triệu đồng. Đó. Và đến đầu năm 20 thì Hữu và đồng bọn là có ý định vận chuyển Trang thì bắt đầu là nhờ vả. Và tại cuộc gặp này thì Hữu lại phải chi, nghĩa là Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và tổng cái lực lượng là số tiền hàng tháng là 60.000 đô la và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu thì chấp nhận cái khoản chi này, và từ tháng 3 năm 2020 cho tới tháng 8 năm 2020, tức là chỉ trong vòng 5 tháng thì đã chi tổng cộng là 360.000 đô la Mỹ và 5,7 tỷ đồng. Đó. Tuy nhiên từ tháng 8 thì Hữu biết Thế Anh là chuyển về làm chỉ huy trưởng của kiên phòng Kiên Giang, nên lần này là thôi, nghỉ. Chỉ cho có 10.000 thôi, không cho nhiều nữa.
Đó. Thế cho nên là các bác có thể thấy rằng là cái ghế của Ban Chỉ đạo Quốc gia 389 là cái ghế để làm việc giống như Trần Hùng ấy, phá những vụ án ví dụ như là viên Phạc Ma hay rằng là thuốc ung thư giả Vinaca vân vân, thì cái ghế này đối với anh Thế anh ấy chả phá vụ án nào. Và xin thưa với các bác rằng là hoặc là phá một vài cái vụ nho nhỏ, còn đâu là anh ấy dùng để bảo kê. Cho nên cái ghế là xin thưa với các bác là cũng 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 có thể nói rằng là rất có giá đó. Đó. Phan Thanh Hữu thì đưa rồi, gặp rồi, thỏa thuận rồi. Và cái điều đặc biệt ở trong chuyên án này ấy, đó chính là cái tội danh là đưa người ra nước ngoài trái phép. Thế thì tôi nhìn qua là tôi biết ngay. Tôi nhìn qua cáo trạng tôi biết ngay. Đó chính là việc mà Thế Anh không trực tiếp nhận tiền. Họ khôn lắm, không có trực tiếp nhận tiền đâu. Và thông qua một người em họ là người thân tín của mình. Anh em ấy, chúng ta lại thấy rằng là cái bài ca quen thuộc là anh em họ hàng, thân tín đồ đệ là nhận cái số tiền này là anh Nguyễn Văn An. Thế thì anh An này bị bắt, đó, xin thưa bị bắt tại nước ngoài và di chuyển về Việt Nam. Thì anh này là em họ của anh Nguyễn Thế Anh. Và nếu như mà không bắt được cái bị cáo Nguyễn Văn An này ấy, là em họ của Thế Anh ấy, thì tôi nghĩ rằng là chuyên án sẽ rất khó có thể rằng tóm được ông Thế Anh. Rất may là cái việc mà bắt ông An này là chỉ diễn ra vài ngày và sau đó thì đã ngay lập tức là có được cái động thái để mà sau đó Thế Anh phải chịu và bị loại ra khỏi cái danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội. Cái mà các bác có thể nhìn nhận ở trong năm ngoái, nếu các bác nào để ý ở trong cái vụ án này tôi đã đưa ra để thấy rằng là mức độ chính xác của nó là như thế nào. Đó là một câu chuyện dài và một cái cuộc có thể nói rằng là chúng ta phải vỗ tay và hoan hô anh Vũ Hồng Văn cùng với cả công an Đồng Nai đã quyết liệt để mà đưa ra ánh sáng một cái vị có thể nói. Và sau khi đó, hồi đó tôi có nói chuyện với cả ông Trần Hùng thì ông nói rằng là anh biết thằng này đó, thằng này kinh lắm đó. Thế thì đó các bác có thể thấy đó. Xin thưa các bác là như vậy. Còn trong câu chuyện này thì chúng ta có thể thấy rằng là anh Nguyễn Thế Anh thì anh phải trả giá rồi đó. Còn có cả Bồ Nhí xin thưa các bác là như thế. Và chuyên án này có thể nói là tôi không biết miêu tả các bác thế nào, có thể viết thành sách và rất hay được, rất hay được. Thế cho nên rằng là câu chuyện cái ghế ngồi thì nó có cái giá, anh ngồi cái ghế kia là anh có được từng này tiền, nhưng mà khi anh về chỉ huy trưởng của Kiên Giang là anh chỉ còn có từng này tiền thôi. Cái ghế thiếu tướng thì nó cũng có cái giá của nó, bởi vì là ngồi ghế này chỉ cần không làm gì, chỉ cần nhắm mắt thế này, bịt tai thế này, thế là hàng tháng là tự nhiên là có tiền ở đâu nó chuyển về cho vợ cho con. Câu chuyện về bên này thì chúng ta có thể thấy một lần nữa Bộ Quốc phòng là làm rất nghiêm, công an Đồng Nai phát hiện ra là xử lý ngay và xử lý công khai. Các bác có thể thấy cáo trạng được đưa công khai và các phiên tòa tại viện kiểm sát cũng như là phiên tòa tại tòa án quân sự ấy, thì cũng công khai, không có gì giấu giếm cả, không có gì mà phải bí mật cả. Bởi vì chỉ có như thế thì chúng ta mới lấy lại được niềm tin. Chỉ có như thế mà những vị đại tá biên phòng này, anh Thế Anh này, hay rằng là hai tướng cảnh sát biển kia, đó, họ thấy thế nào không? Đúng không ạ? Tôi suy nghĩ thế, họ thấy thế nào không? Đây chỉ là một phi vụ, hay là còn nhiều phi vụ khác chưa bị phát hiện. Đó. Họ nộp tiền thì liệu họ có được giảm án hay không? Đấy, khắc phục đầy đủ các hậu quả nhận lại tiền nhận hối lộ thì có được giảm án hay không? Thế rồi rằng là cái vấn đề cao hơn là an ninh quốc gia là như thế nào, đúng không ạ? Để cho những cái tàu lậu đi qua, thế nhưng tàu lậu đấy là tàu của nước lạ thì sao, nước lạ thì sao, đúng không ạ? Họ giả vờ cái đó họ hối lộ, thế rồi đường biên giới của chúng ta rồi hàng hóa vân vân, chắc gì ví dụ như là của nước lạ chẳng hạn, họ thay vì vận chuyển xăng họ vận chuyển vũ khí, họ vận chuyển đạn dược và làm rối loạn của Việt Nam chẳng hạn. Thế cho nên ấy, các anh ngồi đó là các anh đi vị trí biên phòng, các anh vị trí là cảnh sát biển, các anh đi vị trí đó thì các anh phải làm và các anh phải hiểu rằng là đây là an ninh quốc gia chứ không phải là cái vấn đề là ngồi để mà chia chắc. Cho nên ấy, chúng ta có thể thấy giữa một bên là lợi ích của bản thân mình, của gia tộc mình, một bên ấy, là lợi ích quốc gia dân tộc, thì họ chọn cái bên của gia đình mình thì đương nhiên cái nguy cơ của quốc gia sẽ bị hạ xuống. Đó. Đây cũng là một cái bài học cảnh tỉnh với tất cả những người làm được biên giới. Các anh chỉ cần có lòng tham, các anh có được một cái như thế này để mà sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, thì đồng thời các anh cũng đặt cái an ninh quốc gia của chúng ta thấp hơn so với giá trị của mình.
và hình dạng này rất là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm chứ không phải không, đúng không? Hệ lụy vô cùng lớn, bởi vì là tôi sẽ nói rằng là chỉ cần bọn này nó kiếm được, gọi rằng là con tham kiếm được 1 đồng thì nhà nước thiệt hại đến hàng nghìn đồng và nhân dân thiệt hại đến hàng triệu đồng. Đó. Cho nên kiếm được 1 đồng á, vinh thân phì ra, nhưng cái tác hại của nó thì là vô cùng lớn, đúng không? Tôi đều chia sẻ các bác buổi trưa, cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người, chúc các bác một buổi chiều tốt lành.